Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Giêsu Kitô của chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn công hiền của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta được xứng đáng để hàng hầu nhiệm thần. Lạy Chúa, Chúa được sai đến để cứu chữa tâm hồn thống khổ. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, chúng được mấy đường chúng cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thọ năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa đã thương thánh hóa chúng con làm người cầu đồ, đã giáng phúc cho chúng con làm người bất hạnh. Xin nhìn giữ những ơn Chúa đã ban và củng cố việc Chúa đã làm. Này chúng con là những kẻ nhờ tin mà được nên công chính. Xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng con bền độ đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy ca mừng Chúa bài ca.
Jerusalem và Antiochia, họ đã họp
cái cộng đồng đầu tiên tại Jerusalem khoảng năm 49, thì cái vấn đề được đưa ra là những người dân ngoại họ trở lại đạo có cần làm thêm các việc không? Bởi vì người Do Thái họ trở lại đạo, họ đã chịu thêm các việc và họ giữ những luật Môi-se. Bây giờ họ muốn người dân ngoại trở lại đạo cũng phải chịu thêm các việc và giữ những luật Môi-se trong họ. Thì ở trong bài tập 1 chúng ta nghe là đã họp công đồng đầu tiên và Gia-cô-bê đã lên tiếng hỏi anh em nghe tôi, và qua lời của David cũng như các thánh thi cũng nói thì Chúa đã phán hãy thực hành những điều biện mà Chúa truyền, còn những cái tập tục thì không có bắt buộc, vì ơn cứu độ là nhờ ý thức rửa tội vì Chúa Giêsu đã chết để cứu độ chúng ta, chứ không phải lệ luật của Môi-se. Vì vậy họ chỉ dừng lại ở cái chỗ là không ăn những cái đồ dân cúng cho thần và đừng dân trong, bởi vì người ngoài đạo trở lại thì họ có nhiều vợ, cũng giống như Việt Nam của chúng ta cũng có nhiều vợ như vậy, trai thì đâm theo người thiết gái chính chuyên thờ một chồng, và ngay cả học giáo cũng không đề nghị một vợ một chồng. Cho nên các tôn giáo thì họ không có đề nghị một vợ một chồng, chỉ riêng Đức Kitô xác nhận cho chúng ta từ đầu Chúa chỉ định một vợ một chồng thôi. Cho nên người ngoại đạo trở lại họ đã có nhiều vợ rồi, 5-7 vợ, 10 vợ là bình thường của họ, cũng giống như tổ phụ gia con thì có 4 vợ vậy. Cho nên cái thói quen của họ vì vậy phải mời gọi họ theo âm điển của Thánh Phêrô, và họ chỉ được chọn một người vợ duy nhất thôi, còn những người khác bao nhiêu làm việc những người bạn thôi không được coi là những người vợ được, và cái đó là cái khó khăn cho công việc truyền bá tin mừng. Nhưng mà phải theo luật của Chúa để được cứu độ, để sống đời đời với Chúa. Vì vậy mà các tông đồ đã họp lại và được Thánh Thần của Chúa xác nhận cho họ để họ quyết định là không phải làm theo các biện để dân ngoại, và họ chỉ giữ một vài cái luật mà cần thiết thôi. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa cũng dẫn dắt chúng ta vào tháng ngày hôm nay giữ đúng luật của Chúa và mỗi ngày một đêm thánh thiện giống như Kitô.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đã thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu và làm cái bánh và đường chúng con dân tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết hành động thế nào cho phù hợp với chân lý con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
con lệnh Chúa Cứu Thế là theo để những người nhà chúng ta dám quyền rằng lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha là sao, được cha chỉ đến, ý cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay hương thực hàng ngày và tha lỗi chúng con như chúng con cũng tha kẻ con lỗ chúng con, xin cho để chúng con xa chưa can nhục nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Là Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội đồ và được an toàn ở ngoài biến loạn. Đáng tin chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lập và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Chúa Giêsu Kitô chưa nói với các tông đồ rằng đã lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến tiếng của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện diện muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúc bình an thêm. Lạy Thiên Liên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Liên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Liên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa xin phù trợ chúng con là bọn dân của Chúa, và lấy bóng vợ chờ nuôi dưỡng chúng con. Xin phù giúp chúng con từ bỏ đến sống cũ và con bước vào đời sống mới nhờ kết hợp với Đức Kitô phục sinh, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Oh,